Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Là một người luận mệnh và giúp cải vận, Khải Toàn nhận thấy phong thủy chỉ chiếm 3-4 phần cải biến cuộc sống, 6-7 phần còn lại chính là sự tu tập và giúp người. Giàu nghèo đều có cái khổ khác nhau. Người biết tu tập sẽ biết cách chuyển hóa nỗi khổ, tìm cho mình sự an lạc trong cuộc đời vô thường này. Gia chủ của Khải Toàn là những người rất bình thường đến những vị giàu có, giàu tri thức. Mỗi người đều có nỗi khổ khác nhau, chung quy vẫn là khổ vì danh, vì lợi, vì tình cảm. Con người không ngừng nghĩ đến hôm qua, không ngừng nghĩ đến ngày mai mà quên đi hiện tại. Người quên đi hiện tại là người dễ rơi vào đau khổ. Các bậc làm cha làm mẹ thường có ý niệm: tôi phải kiếm thật nhiều tiền lo cho con cái, phải cho con cái có đủ sự sung túc. Thế là lao nhọc cả một đời lo cho con, lo cho cháu. Thế nào là nhiều tiền, thế nào là sung túc? Kiến thức ta thu nạp được trong xã hội ta sống hoàn toàn không giống nhau. Người biết dùng trí sẽ hiểu rằng đồng tiền ở nơi này không giá trị bằng nơi khác. Sự sung túc sẽ dễ sinh lười biếng, ít phấn đấu. Người dùng trí sẽ hiểu rằng khi ta sinh ra, hai tay ta nắm chặt nhưng không có gì. Khi nhắm mắt xuôi tay, dù có nhét bao nhiêu thứ quý giá cũng không cầm được trong tay. Chỉ có công đức, những việc ta làm cho chúng sinh mới mãi mãi động lại. Muốn mà không có được cũng khổ, có rồi mất đi cũng khổ. Mất đi không buông bỏ, cứ ngồi đó tiếc nuối càng khổ. Yêu không được hồi đáp là khổ, dù yêu được hồi đáp nhưng không hợp ý cũng khổ. Không có tiền là cái khổ phổ biến, có tiền mà không có sức khỏe cũng khổ, có tiền rồi lao tâm nghĩ cách giữ tiền thì càng khổ thêm. Nỗi khổ của những người mong muốn có một đứa con, thậm chí có con gái rồi lại muốn có con trai. Có con rồi chúng không phải là tùy sanh hay u sanh mà rơi vào liệt sanh rồi cho rằng mình khổ. Trong thiền có câu: đời người sinh lão bệnh tử khổ, vượt biển mê cập bờ giác ngộ. Đời người theo lẽ thường thì phải sinh ra, lớn lên, già, bệnh và chết. Sự thay đổi diễn biến mỗi phút mỗi giây, chúng quá nhanh hoặc quá chậm khiến ta không nhận ra, hay do chúng ta chấp trước vào những sự thay đổi. Trước khi đến với bờ giác ngộ, người đau khổ cần phải vượt biển u mê để nhận ra đã là con người, làm sao thoát khỏi nghịch cảnh. Người khai ngộ nhận biết chân lý của cuộc đời này là vô thường, tức có sinh ắt có diệt. Ngày ta sinh ra sẽ có ngày ta mất đi, không ai có thể giữ mãi một sự việc. Đó là quy luật của vũ trụ, mà con người chúng ta là một sự sống nhỏ bé. Cái gì gọi là nhân quả? Nhân quả chính là những món nợ mà bạn đã thiếu thiên hạ ở quá khứ hoặc ở kiếp trước. Lại có người bảo: tôi khổ quá, bao nhiêu xui xẻo cứ ập tới. Giả dụ trước đây bạn không vay tiền bất kỳ ai, tự dưng bạn lại thông báo: tôi có nợ ai hãy nhắc tôi trả, làm sao có người đến mà đòi. Vì vậy nếu đời này phải đối mặt với những đau khổ, những mất mát hoặc là bệnh tật, là cách trả cho cái nợ trước kia bạn đã gây nên. Mọi người sống trên cuộc đời này, dù muốn hay không, không thể tránh được món nợ nhân quả. Nhưng chỉ cần chúng ta biết tu tập, ít muốn biết đủ, là đã thực hiện được tâm bồ đề, không tạo thêm nghiệp ác, vì căn bản không còn nhân quả để bàn luận đến. Cuộc đời đau khổ hay an lạc của một con người là do sinh thần bát tự hay hoàn cảnh. Thuyết nhà Phật cho rằng trong tiền kiếp khéo ăn khéo nói, kiếp này có tướng mạo ưa nhìn. Người có dung mạo tốt có thêm 15% cơ hội. Sinh ra trong gia đình tốt, được thừa hưởng sự dưỡng dục tốt, được thừa hưởng sự dưỡng dục thiện lành cho thêm 15% cơ hội. Môi trường sống chiếm 20%, nhưng 50% còn lại phụ thuộc vào sinh thần bát tự. Giả dụ một người có dung mạo xinh đẹp,
được giáo dưỡng tốt, sống trong một môi trường tốt, nhưng vì tham vọng lớn, muốn nhiều và không bao giờ biết đủ, không thể tránh khỏi đau khổ bởi chính dục vọng của mình gây nên. Gia chủ Khải Toàn có một vị sinh trong một gia đình giàu có, được đi du học nước ngoài, và người này tướng mạo đỉnh đạt. Vị này không nối nghiệp gia đình mong muốn, lại đi theo con đường riêng với tham vọng phải chứng tỏ cho cha mẹ thấy mình có đủ năng lực. Vài năm đầu công danh thăng tiến, do một vài lần thua cổ phiếu quá mức, mất tự chủ và xa lánh tất cả mọi người. Các vị tìm đến Khải Toàn, không ít người có được sự thành công về danh lợi khá sớm trong một thời gian dài. Chính vì liên tục thành công dẫn con người đến sự tự mãn, mất tự chủ và không bao giờ biết đủ. Chỉ có thất bại mới có cơ hội giúp bản thân nhìn lại chính mình. Con người sống trên cõi ta bà này không thể tránh được nghiệp lực. Nghiệp lực không chỉ là phiền não mà còn có cả niềm vui. Tất cả những phiền não và niềm vui ấy chính là sợi dây thần buộc chặt chúng ta. Rốt cuộc sướng hay khổ được quyết định bởi nghiệp lực. Những lực hút của danh lợi, của tình cảm, của sự u mê khiến con người tạo nghiệp, tâm trí vô minh. Muốn thoát khỏi nghiệp quả này chỉ có thể thông qua con đường tu tập. Tu tập là gì? Đó chính là tu tâm dưỡng tánh, chính là sửa đổi ý nghĩ và chỉnh sửa hành vi. Khổ từ tâm sinh, cũng từ tâm diệt. Tâm bồ đề khởi, khổ mất đi. Khổ từ tâm mà sinh, người đang độc thân cảm thấy buồn, mong muốn có một đối tượng tình cảm. Khi có được tình cảm không như mong muốn, lại cảm thấy mình không may mắn như người khác. Người đang có chức vị cao bị mất việc cảm thấy mình kém may mắn, nhờ mất việc nên có cơ hội tìm được một công việc mới mức lương cao hơn, thì nghĩ rằng hóa ra mất việc là một cơ hội tốt. Tất cả những vui buồn này từ tâm mà sinh, từ tâm mà diệt. Một cô gia chủ sinh năm 90 kể rằng: tôi khổ quá thầy ơi, trước đây gia đình vốn hạnh phúc, bố mẹ hòa thuận, nhưng từ khi người em trai làm ăn thua lỗ, cha trách mắng, mẹ lại bên vực em trai, thế là họ lạnh nhạt với nhau. Tôi bên vực bố mình, thế là mẹ cũng lạnh nhạt với tôi. Cái khổ của vị này là muốn thay đổi nhất thời sự việc ngoài khả năng. Chưa hiểu sự vô thường, có sinh ắt có diệt, ngày có được tiền của rồi cũng sẽ có ngày mất đi. Chấp trước sự việc đã qua, chưa hiểu rằng mỗi người đều có nghiệp lực và phước phần khác nhau. Những thất bại, những mất mát là một phần của cuộc sống. Điều tốt nhất vị này có thể làm là hành thiền giúp tâm an tịnh. Dùng tình yêu thương của mình để đối đãi với bố mẹ cùng một tấm lòng như nhau, không phân biệt bố đúng hay mẹ đúng. Phải có tấm lòng từ bi, tâm an tịnh, cả trí tuệ, sự kiên nhẫn, tâm thái hoan hỷ mới có thể độ được tất cả những người thân. Và đừng quên mỗi ngày nguyện an lành đến với chúng sanh. Người đang đau khổ, nhìn đâu nghe gì cũng cảm thấy đau khổ, càng không nên nôn nóng thay đổi người khác. Bất kỳ thời khắc nào, con người hấp tấp, sự việc càng xấu đi. Khải Toàn lấy ví dụ nút thắt. Hãy nhớ lại cách bạn mở một nút thắt của một sợi chỉ. Bạn phải từ từ, chậm rãi, tỉ mỉ để tìm điểm gỡ. Trong cuộc sống cũng như vậy, việc gì chúng ta làm từ tốn, kiên nhẫn, kết quả luôn tốt hơn những việc vội vã. Một vị bảo rằng: thưa thầy, tôi nghĩ rằng mình là người tốt, không làm hại ai, có cần tu tâm dưỡng tánh hay không? Khải Toàn xin thưa: tính hoặc là tánh được hình thành bởi sinh thần bát tự, tức là ngày tháng năm sinh. Ai cũng có tính tốt tính xấu. Đừng nghĩ rằng trong mình có Phật tính thì không cần phải tu tập. Ngoài thiện tính còn có cả ma tính. Những ma tính này rất dễ trỗi dậy, tâm ta dễ bị lôi kéo bởi ngoại vật. Ví dụ, thấy một người dung mạo đẹp, ta đưa mắt dõi theo. Thấy một món trang sức yêu thích, ta khó cầm lòng. Thế là tâm sao động. Nếu ngẫm lại, bạn có thể thấy được ma tính của chính mình vào những thời khắc nghe lời thị phi,
nghe lời chế nhạo, thậm chí chỉ là một lời nói đùa khiến bạn tự hiểu lầm. Thế nên người cần tu tâm dưỡng tánh để tính thiện lấn ác tính ma. Nếu các vị cảm thấy quá đau khổ vì một vấn đề không thể giải quyết được, hãy đi vào bệnh viện để thấy mình còn may mắn. Nếu cảm thấy đau khổ trước những mất mát chưa thể vượt qua, hãy ngồi xuống tĩnh tọa, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Cứ như vậy, ngày qua ngày cho đến khi vị đắng của đau khổ dần tan biến. Nhiều vị tìm đến Khải Toàn với mong muốn biết vận mệnh, mong muốn thoát khổ. Suốt 45 năm, Đức Phật chỉ thuyết giảng hai điều: một là khổ, hai con đường diệt khổ. Để diệt trừ cái khổ, bạn phải hiểu bản chất của cái khổ bạn đang trải qua. Khổ vì tình, khổ vì danh, khổ vì con, khổ vì bệnh, khổ vì mất tiền của, khổ vì mất người thân. Dù là cái khổ nào, trước tiên người đau khổ phải cần tìm lại cho chính mình một cái tâm an tịnh, mà thiền định là phương tiện phù hợp nhất giúp con người có tâm an. Có vị hỏi, tôi không thể nào tịnh tâm, không thể nào hành thiền. Chính vì tâm loạn mới dụng đến thiền. Chính vì suy nghĩ không thể nào hành thiền mới cần đến sự tu tập thiền. Phương pháp đã biết, dụng được hay không do phúc phần và sự cố gắng của mỗi người. Nếu các vị muốn thoát khổ, hãy tu tập, sống thiện lành. Không ai bắt ta phải tu tập. Nếu ta cần mẫn tu tâm dưỡng tánh, sự thanh thản trong tâm hồn ngày một sẽ lớn dần. Trong thời khắc đau khổ, khi tu tập hành thiền sẽ cảm nhận nỗi khổ thấu tận xương tủy, từ từ chúng sẽ tan biến. Có thật như vậy không? Vâng, chính bản thân Khải Toàn đã trải qua cảm giác ấy, trải qua cảm giác đau khổ, cái cảm giác mà sống không được, chết cũng không xong. Dù các vị có ở tận cùng của nỗi đau, vẫn phải đứng lên và bước tiếp. Đến cuối cùng rồi mọi thứ sẽ ổn. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, hiểu rằng ngày ta có được sẽ có ngày mất đi. Những nghịch cảnh là cơ hội để bản thân tự khảo nghiệm. Không có đau khổ sẽ không cảm nhận được hạnh phúc. Tâm Bồ Đề khởi, an lạc xuất hiện. Tinh tấn tu tập, phước duyên sẽ gia tăng. Khổ từ tâm sinh, cũng từ tâm diệt. Tâm Bồ Đề khởi, khổ sẽ mất đi. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.